Alo, bạn nhà chăn nuôi ơi, vịt của tôi ăn yếu, một số con hay bị té ngã. Vịt chết khoảng 50 con một ngày rồi ạ. Chào bạn, tổng đàn vịt bạn nuôi bao nhiêu con? Vịt bệnh mấy ngày tuổi? Vịt có sốt hay tiêu chảy không bạn? Tôi nuôi 10.000 con vịt, 28 ngày tuổi. Vịt bệnh 3 ngày rồi bạn nhà chăn nuôi ơi. Vịt sốt cao và có tiêu chảy phân trắng ạ. Bạn có thể mổ khám và cung cấp hình ảnh cho chúng tôi chẩn đoán từ xa không? Tôi không biết mổ khám ạ. Bạn nhà chăn nuôi có thể giúp tôi được không? Vậy chúng tôi sẽ đến ngay để chẩn đoán và mổ khám cho bạn nhé. Sau khi mổ khám và chẩn đoán, chúng tôi ghi nhận như sau: triệu chứng vịt yếu ăn, sốt cao, tiêu chảy phân trắng, có triệu chứng chúi đầu, lật ngửa và bơi, bệnh tích, cơ quan hô hấp, viêm xoang, viêm bao tim, dính màng ngoài cơ tim, ngoại tâm mạc, tích nước xoang bao tim, viêm xoang bã đậu, tim xuất huyết, cơ quan tiêu hóa, gan sưng to, bở, kéo màng, lách sưng to, có hoa vân, dạ dày, lớp sừng dạ dày loét, ruột, viêm, nốt xuất huyết tá tràng sau môn dị, xuất huyết trực tràng. Qua bệnh tích mổ khám trên, chúng tôi nghi ngờ dịch của bạn bị bệnh bại huyết, ghép E. coli, thương hàn dịch và viêm gan. Để chắc chắn hơn, chúng tôi sẽ xét nghiệm PCR và làm kháng sinh đồ cho đàn vịt của bạn. Trước mắt, bạn có thể điều trị theo phác đồ sau: tiêm Ceftriaxone 1ml cho 2kg thể trọng, Chymosinfor 1ml cho 10kg thể trọng, Vimecat 1ml cho 5kg thể trọng. Cách pha thuốc như sau: Ceftriaxone 100ml, Chymosinfor 20ml, Vimecat 40ml. Tiêm thuốc đã pha với liều 1ml cho 1,2kg thể trọng, tức là 160ml cho 200kg dịch. Giải độc gan bằng Sofiron 1g pha với 1 lít nước uống, hoặc Heban Tonic 1g pha 1 lít nước uống. Trộn thức ăn với men tiêu hóa Robison 1g cho 1kg thức ăn, cho uống Glucocase 1g cho 1 lít nước. Phun xịt sát trùng ngày 1 lần bằng Dicina với liều theo tỷ lệ 1-200, tức là 50ml cho 1 lít nước. Qua kết quả PCR, đúng với chẩn đoán của chúng tôi, đàn vịt của bạn đang bị bệnh bại huyết hoành hành. Bạn có thể tiếp tục sử dụng phác đồ trên để điều trị. Đây là kết quả kháng sinh đồ đàn vịt của bạn. Qua kết quả kháng sinh đồ, chúng tôi kết luận vịt của bạn bị bại huyết ghép với E. coli và thương hàn. Như vậy, phác đồ trên hiệu quả với tất cả bệnh này. Bạn hãy điều trị tiếp tục thêm 2 ngày nữa nhé. Cảm ơn bạn nhà chăn nuôi. Chúc mừng bạn. Chúc bạn chăn nuôi thành công. Đây là mã QR, có thể quét để xem tất cả các sản phẩm của Vimedim.